Hello, chào các bác quay trở lại với số bạn muốn nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này. Vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi 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 tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý này các bạn. Đấy. Đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy em gửi cho các bác. Đây. Rất là ngon lành các bạn này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bạn thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đây. Đấy nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá. Một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy, một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám. Màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp và giá thì lại đấy, em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây, khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Vân xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ. Thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên. Hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt tét thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Em đã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k thì mình em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này, cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ ra như này thôi, chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy 70.000. Đấy, cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này chưa? Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Về cầm cho anh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con hạt đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng, kiến, gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35.000 một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V thôi nhá. 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho mình các loại bệnh dịch kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, anh giá thì chỉ có 35.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn. Có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6, 4, 24 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn. Một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi. Chống viêm níu, lợi đau lợi, chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải giá sẽ là 25.000. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy. Lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt cả tẩy cả xả luôn. Cả giặt cả tẩy cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá.
Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này. Nó vào khoảng là 40 nhá, vào khoảng là 40 viên. 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần, 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá, 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng thì mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong. Không cần phải dùng băng dính, quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chục chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chục chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này. Còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy, thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100. Đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá. Giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin. Và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không nhận nhá. Thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá. Bán là không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này. Còn cái phím màu xanh này là phím của trang này. Thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá. Rất nhiều chủ đề khác nhau. Và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đấy. Nha. Con ông bác cha. Đấy, tiếng Anh này. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy. Chuyển sang tiếng Việt nha. Tiếng Việt cha. Đấy. Bác có, sĩ. Có cả âm nhạc này. Câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rời biếng và cầu thả. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn là sách nói này, 100k này. Giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán rồi côn trùng cho em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá. Siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa. Còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá, và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5-7 giọt này.
là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bạn này, dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fukku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fukku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích là nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt đây này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k thôi con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Fukku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k. Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này các bác. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304 sáng bóng đẹp các bạn này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít thao thoải mái sử dụng luôn. Công tắc ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Fukku của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này. Siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc này. Siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600ml nhá. Đấy, 600ml, hàng của Mỹ này, American này. American, hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này, thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một em ly giữ nhiệt như này. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt
Đó, giá sẽ là 30k nhá, lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k thôi, một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này, và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, và chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này. 30k nhá, lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ màu cầu vồng nhá, lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này, nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn, 150 chi tiết như này, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, có gọt bút chì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là, mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá. 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, còn lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này. 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng. Đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng các bạn, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo. Lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo 3 con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kiểu đứt tay nhá. Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này, sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp liền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá. Socani, hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bác. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá, công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn.
và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đây, một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này. Dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá. 1 lít rưỡi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác theo. Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon, và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy. Một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa, Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1 2 3 4 5 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn, nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá, bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết, xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này.
bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, dày dẫn chắc chắn nhá, bấm thì cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy, bấm rất là ngon đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là ba chiếc như này nhá. Cũng là ba chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on up ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này. Các bác muốn mở bóng này, đấy, hoặc cắt như này rất là tiện. Các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình. Đó, và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào, bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti.
nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá. Hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm, đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đem là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin, các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá.
kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k 30.000 nhá, 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bạn này, 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bạn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn, đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều, dày dẫn hơn rất là nhiều, cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, đây con này, đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem, đây, những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này, đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này, đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó, thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá, có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hật lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hật lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25 kg luôn nhá, tới 25 kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15 kg các, 15 kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre, giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn đấy các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng.
hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ ở đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và ở đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé. 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi. 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá. Lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị gì sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc là được, thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút phát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20k. Đây, khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này, rồi điều hòa này, hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đấy, các bác bóc vào sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy. Các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này kia, nó rất là tiện nhá. Đấy. Vừa chống chuột chày, côn trùng, kiến gián, khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn, con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V, nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhá. Đấy đây. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em, sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhá. Kích nguồn lên 220V. Đấy, các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhá. 12V hoặc 24V đều được, và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này, hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy, và các bác có thể dùng để mình
kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này hoặc là nấu cơm này. Đấy, thì đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy. Bộ kích điện này, bộ kích điện. Bộ kích điện giá sẽ là 175.000. 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện giá sẽ là 175k, 175.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho bác luôn. Đấy. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Nên mã giúp em đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy, bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh. Và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì bóng đèn 3 cánh hả? Ờ, bóng đèn 3 cánh và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây. Cái này của nó sẽ là 45W nhá. 45W rất sáng luôn các bạn. Đấy, 45W rất sáng luôn. Sáng lên tới là điện thoại của em nó bị nhòang nhoàng màn hình này các bạn. Cái ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá. 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đèn 3 cánh giá sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini này. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy, miễn chê luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Ấy, 200W này. Sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn các bác này. Đó, 200W nhá. 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng những con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy. Con 8 cánh này, đương nhiên là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhá. Con 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu các bác lên mã giúp cho em đó là này, nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy, đầu lọc nước này. Đấy, đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có sẵn gioăng cho bác luôn. Sẵn gioăng về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy, và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy, lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, các bác có thể lắp qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy, thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá.
Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con đà điểu luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này, hoặc là lắp qua các cái nguồn, ví dụ như là vòi chậu rửa, hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này, giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy, các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên máy tiếp theo là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm, cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy, 60.000. Đấy, thì hôm qua em có bán cái hạc đấy thì nay em lại tiếp tục là về cái nhang này để các bác cho vào cái lư hạc đấy, mình đốt rất là thơm luôn. Lên thì em là nhang hạc, giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá, còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ con này dùng cực kỳ là ngon luôn, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi, 100k cho con kìm chết Mỹ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy, thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên xem nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy.
Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây, em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác ạ. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là khít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá, chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bác, to nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy. Mẫu chữ G này, đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này. Mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá. Dây khá là dài luôn. Tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là
hàng của Nhật 100%, chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau, chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi, nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây, về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này, đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương khống, xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dần di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dần di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dần di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm. Và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là, con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá. Túi đeo bụng đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di. Màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo, con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là, nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này, mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá. Màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá.
Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy. Con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây. Cá sấu hộp. Đấy thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời. Lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy. Mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt da màu vàng này. Đấy. Màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này, một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây. Chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây. Màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, qua theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây. Rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Ok. Giá thì chỉ có cho bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi, 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3 4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật mũi đứng này. Vật mũi đứng. Vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật mũi đứng như này.
Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox đây, nó sẽ làm con ấm như này. Rất là ngon lành cho bác luôn, hàng inox 304. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây. Dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1 lít 7 này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, điện 220V. Công suất của nó thì từ 1800 đến 2200W. Đó, đây. Hàng sẽ như này, hàng sẽ như này. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đó, 450.000. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800.000 nhá. Khoảng 700-800.000. Đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 450.000 cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, đế điếc của nó này. Đế dây điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đế dây cực kỳ chắc chắn luôn. Rất ngon lành nhá. Dây dẫn chắc chắn. Inox 304. Inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn, sáng bóng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này. Đó, có phần báo nước, lẫy của nó đây. Đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các cái loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức giá của nó sẽ là 360.000. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy. Cái đế của nó đây. Đế của nó đây các bạn này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá. Có bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành các bạn. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức đây, công tắc của nó này. Công tắc đây và cái này là lẫy bật này. Đấy. Rất ngon lành cho bác luôn. Đây, cái này là công tắc này. Còn cái này là lẫy bật này. Đó. Giá sẽ là 360.000 cho con này. Đấy, 360.000. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là ấm Đức giá sẽ là 360.000 con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này, giá sẽ là 175.000. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 175.000 trong con đèn vàng như này. Tắt anh cái điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá, một cái cáp sạc như này. Đây em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây em sẽ bật cho các bác xem này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đây nhá. Sáng cả một cái khu phòng của em luôn. Mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này. Sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi. 175.000 thôi. 175.000 cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc được luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này. Và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng bé sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá. Nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó. Và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá. Kháng nước thoải mái các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W. Siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp
30 lưỡi, một bàn cạo. Kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn, một cái hộp kem luôn. Đấy. 30 lưỡi, một bàn cạo kèm thêm một hộp kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này. Bàn cạo kèm hộp kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy, đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này, đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đấy, hàng của thương hiệu Socani, cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó, thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V. Rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá sẽ là 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1,5m đến 2m, có công tắc đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm cho các bác nhá, hai ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả. Các bác lên cho em là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nhá, tinh dầu xả. Giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này. 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá, và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là cái dạng là keo dính chậm nhá, keo dính chậm, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy. 15k cho một lọ keo dán giày như này nhá. Lên mã giúp cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này, 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Cái này của nó là pin đồng hồ nhá. Các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này. Cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này, rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp, con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, dọn bọt như này. Đấy, dọn bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp, giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá, xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn. Và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000.
và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, bếp giáp nhà các bác, bẩn các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga rồi hút bụi rồi hút dầu mỡ. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Các bác xịt vào sau để một lúc, sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, xịt bếp này. Xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy các bác này. Đấy, xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá. Rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy, thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên theo là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này. Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000, 85.000 cho con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em, sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy. Lon chày inox như này nhá, rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua. Đấy, thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đây. Rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy. Thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Tên mã giúp cho em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20 cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10 cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage và một thân máy như này nhá. Một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên. Đấy. Và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn. Đó. Đây. Rung rất là mạnh các bác nhá. Đây các bác trông cái tay này, em dùng này này này. Đây, cho bắp tay các bác này. Đấy, dùng này. Và anh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể dùng tay, chân rồi mông đùi các kiểu con này đều luôn, dùng ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi, giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng nhá. 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này.
dẫm đạp đập phá thoải mái luôn, đập banh banh sa la banh các bạn này, dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá, chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn, và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. đấy, đây đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này, cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. chiều cho nằm xuống. Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35, ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khóa 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó, đây. Đấy các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy bo đầu kiểu này. Đấy loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó rồi ok, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này. Đấy hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó 20k mà nhá, 20k. Đấy các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em rất là ok luôn nhá, cắt linh kiện này. Hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi.
dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên theo là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bạn. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bạn này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá. Rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25.000 trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này. Dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25.000 cho một bịch như này. 25.000 cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này.
chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gáp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này. Đó, ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k nhá, 140k thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, made in Germany đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi. Rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây, 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó, Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn con này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là giỏi luôn đây con này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhé. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1.000m này. Có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn, còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin này cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá, có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone, tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này.
một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá, bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone. Tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây. Giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần với hết nhá. Các vết dầu vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mẫu hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy. Dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây, dầu xay xe. Giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi, những người bị bạch tạng bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vảy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá. Giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này. 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy. Các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem. Các bác bôi thì nó rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000. 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá.
Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên chị em là chị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một tiếp như này. Đây, hình trẻ em này các bác này, đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nhớ cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em cái này, em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này rồi cóc này rồi rết này rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co búi trĩ, xa búi trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co búi trĩ, xa búi trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co búi trĩ, xa búi trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là
1 đến 2 viên và sau bữa ăn uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, N, A và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên tiên là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá, nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá, vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện, thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp, thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Que hàn nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn 10.000 thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa inoxy hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này đây anh em, gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá, bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong. Rất đơn giản nhá. Đấy, đây. Các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các bác thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đấy, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp, dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này.
À 15.000 trong cái dây phơi này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này, 5 mét này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5 mét nhá. Chiều dài của nó là 5 mét. Các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non. Và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá. Dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế ghiếc các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này. 450ml, gần nửa lít luôn. 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn, và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn.
Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây, có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây cho em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em mới lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một like, kênh chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cái lô dây điện vàng nhá. Quận này thì nó chỉ tầm khoảng 20 mét thôi. Đó, nó tầm khoảng 20 mét và giá thì chỉ có 170.000 nhá. 170.000 cho một quận dây điện vàng như này. Dây của nó thì vào khoảng là dây 1.5, có đèn báo nhá. Có đèn báo này, có 5 chân cắm như này, 1, 2, 3, 4, 5. Có đèn báo, 5 chân cắm. Và dây dài khoảng 20 mét, dây 1.5 nhé. Hàng nội địa của Nhật. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000. Rất rẻ nhé. Đấy, dây điện vàng này. Dây điện vàng giá sẽ là 170k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây điện xanh này. Dây điện xanh này thì dòng dây của nó sẽ là dây 2.5 nhé. Dây này của nó thì nó sẽ là dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 này, hàng Japan CU này. Đó, công suất của nó là lên tới 500V luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo mét nhá, theo mét. Đấy, dây này của nó thì cũng là dây ổ đúc cắm cực kỳ chặt luôn, kết nối rất là tốt nhá. Chống va đập, có đèn báo các thứ hết luôn. Con này thì giá của nó sẽ là theo mét dài, theo mét dài các nhá. Đấy thì bên shop sẽ về theo mét dài thì các bác cứ mua theo mét dài giúp cho em. Đấy, theo mét dài giúp cho em nhé. Đấy. Và nó sẽ có cái mét dài như sau. Nếu các bác mua quận 5 mét thì sẽ là 220k bao ship nhá. Đấy. 10 mét thì sẽ là 330.000, 330k. Và 30 mét. Đấy, 30 mét thì giá của nó sẽ là 650.000. 650.000 và bao ship nhá. 5 mét là 220, 10 mét là 330 và 30 mét sẽ là 650.000. Dây của nó là 2,5 ly nhá. 2,5 ly. Đấy, dây xanh. Để bắt lên cho em là dây xanh nhá. Đó. Dây xanh này, 2,5 ly và giá sẽ là như sau. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng ổ đúc nhá. Ổ này nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập cho các bác luôn. Ổ đúc chống va đập thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, dòng 3 chân và 5 chân. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn, hàng rất VIP cho các bác luôn. Hàng 3 chân này thì không có đèn báo. Và hàng 3 chân này có đèn báo, còn 5 chân này không có đèn báo nhá. Dòng ổ đúc cao su chống va đập nhá. Bên trong của nó đều là bằng lá đồng hết nhá. Bằng lá đồng hết. Các bác yên tâm sử dụng. Con này thì dùng cực kỳ là bền bỉ, chắc chắn cho bác luôn. 5 chân cắm, hàng cao su non. Cầm cho anh cả cái ổ vàng ấy. Hai cái ổ vàng kia cầm đây. Đấy, thì dòng này có bác đập phá thoải mái nhá. Đập phá thoải mái. Kể cả các bác lấy búa đập cũng ok luôn, lấy búa đập cũng ok luôn nhá. Đó. Thì bên shop có rất là nhiều các cái dòng ổ điện thì em sẽ lên chi tiết cho các bác các cái mẫu luôn. Đấy, các chi tiết các mẫu luôn, đập phá thoải mái nhá. Đấy. Thì bên shop nó sẽ có 4 mẫu như này các bác này, 4 mẫu như này và bên em sẽ lên theo tên nhá. Đầu tiên thì cái này các bác sẽ lên cho em là ổ đúc cao su nhá, dòng 3 chân và dòng 5 chân.
Giá thì đều là, giá của nó thì đều là 50.000 nhá. Đấy, lên xem là ổ đúc cao su này. Ổ đúc cao su nhá, ổ đúc cao su. Dòng 3 chân, có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho một cái ổ đúc cao su như này các bác nhá. Chống va đập, đấy rất chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop có hai cái mẫu ổ vàng nhá. Đấy, hai cái mẫu ổ vàng thì cái này bên em lên nó sẽ là, các bác lên cho em là ổ vàng dài đi cho nó dễ. Đấy. Ổ vàng dài này. Ổ vàng, đấy, ổ vàng dài. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 à. 65k nhá. Đấy, 65k thì cái ổ vàng dài như này. Còn đây nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Thì con này giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k. Đều là dòng ổ vàng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy. Chống va đập các bác này. Đấy, chống va đập, đập khá thoải mái luôn nhá. Đập khá thoải mái luôn. Thì cái con ổ vàng dài này thì bên em còn lên trước thì lên tên nó là B1 nhá. Nhưng bây giờ các bác, đấy, các bác lên cho em là ổ vàng dài hoặc là ổ vàng B1, giá sẽ là 65.000. Đấy, thì con này nó sẽ là ổ vàng dài này. Còn con này thì nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá. Đấy, ổ vàng 5 chân. Ổ vàng này. Đấy. Ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Giá sẽ là 45k. Đấy, 45.000 cho con ổ vàng 5 chân như này. Còn con ổ vàng dài này sẽ là 65.000. Đấy, đây là các cái dòng ổ điện bên em, đều là dòng ổ chống va đập hết. Tiếp theo thì kéo thì bên shop sẽ về cho các bác cái kéo vàng này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thép SK5 Japan này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một con kéo bếp vàng như này. Lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Còn mua từ 3 cái thì sẽ là 100k nhá. 3 cái thì sẽ là 100.000 cho 3 cái như này. 100.000 cho 3 cái luôn, 100.000 cho 3 cái. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái kéo rất là cao cấp luôn, đó là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Con này thì các bác biết rồi, đó. Con này thì hàng cao cấp rồi, có nhá, hàng cao cấp rồi. Rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn hơn. Và cái giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật, thép SK5 này. Có chức năng là cắt gà, cắt cá, khui bia, mở nắp chai và kẹp cua ghẹ luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Con này bao nhiêu? Con kéo khui bia này sẽ là 75.000, còn con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35.000 nhá. Nó lệch nhau một nửa tiền luôn. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đều là hàng của Nhật nhá, đều là hàng của Nhật, Japan này các bác này. Đó, đều là Japan nhá. Một con của nó sẽ là 35.000 và một con là 75.000. Đấy, một con là 75.000. Đấy. Hàng thì độ sắc bén như nhau nhưng mà độ dày thì khác nhau nhá. Độ dày, độ to thì khác nhau. Đó. Thì con kéo bếp vàng này là 35.000, còn con kéo khui bia này thì sẽ là 75.000 nhá. Đấy, kéo bếp vàng là 35.000, kéo khui bia sẽ là 75.000. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đấy, con này thì các bác lên cho em là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Thép SK5 không gì này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Kéo khui bia. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75k nhá, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu kéo cắt gà, một loại là hàng của Đức và một loại là hàng của Nhật này. Đấy, kéo cắt gà nó sẽ là có hàng của Đức và hàng của Nhật cho các bác luôn. Đấy, con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000 và con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000. Đó, 120.000. Đều cũng là dòng kéo thép SK5. Con này thì hàng của Đức này, made in Germany đây. Made in Germany, hàng của Đức, còn con này thì hàng của Nhật, Japan đây. Đó. Và hai con này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Kéo gà của Đức này thì sẽ là 90.000 và con kéo gà của Nhật này thì sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Chuyên để cắt gà, cắt cá rất là ngon nhá. Cắt gà, cắt cá các bác có thể dùng để cắt cành cây cũng được. Đó. Rất là tiện. Có lẫy khóa như này các bác này, có lẫy khóa như này. Đấy, chức năng của nó thì cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để kẹp cua, kẹp ghẹ, mở nắp chai đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật, con này sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con kéo gà Nhật thế này. Đấy, còn con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho em kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Sản phẩm thì sẽ là một dây và một đầu vòi sen như này. Đầu vòi sen này thì nó sẽ có là 3 cấp độ nước khác nhau này, 3 cấp độ nước khác nhau. Có đóng ngắt trên tay nhá. Và có dây kết nối cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90k thành cái bộ vòi sen cao su như này. Có cái đầu vòi cao su như này thì các bác dùng để tắm massage rất là tốt này. Có đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá.
lên mã giúp cho em đó là sen cao su này. Đó, sen cao su giá sẽ là 90k nhá, 90.000 cho cái bộ sen cao su như này. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen, một cáp dây như này nhá, combo cho các bác luôn, mà giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đấy, 90k cho một cái bộ sen cao su như này, giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết luôn. Đấy, có cho các bác là các cái đầu mũi vít này, đầu mũi vít này, PH1, PH2 này. Đấy, một cáp sạc này. Đấy, và một máy khoan như này nhá, một máy khoan như này. Đấy, một cái máy khoan như này các bác này. Đấy, một máy khoan như này. Đấy, con này thì có cả đảo chiều luôn nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, có thể xoay thẳng như này được này. Đấy, xoay thẳng có đèn báo luôn, có đảo chiều như này. Đó, không thích dùng các bác lại xoay ngược trở lại chứ em. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bộ đầu vít bao gồm 30 đầu như này, 30 đầu như này các bác sử dụng tùy ý nhá. Đấy, lục giác hoa thị các cái đầu mũi như này thì dùng rất là phê luôn. Đó. Bây giờ nếu các bác mua một cái bộ đầu vít như này thôi đã phải mất đi hàng trăm nghìn rồi. Đấy. Ngoài ra thì nó lại có một con tay lắc như này này. Đấy, một con tay lắc như này rất là tiện luôn. Đó, một con tay lắc như này. Các cái đầu mũi khoan này, các cái đầu mũi khoan, đầu mũi vít nhá. Đấy. Đầu khoan, đầu vít đầy đủ cả đầu khẩu luôn. Combo cho các bác một bộ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đó. Khoan mini 180k cho cái bộ khoan mini như này. 180.000. Giá không thể tin nổi luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy và hai mũi vít như này, một máy hai mũi vít, một dẹt một tròn. Đấy. Và con này cũng có cho các bác là đảo chiều lên xuống nhá. Đấy, nó hết pin rồi về nhà các bác sạc vào cho em. Đấy, có kèm cho các bác là một cáp sạc luôn, kèm một cáp sạc như này. Đấy, hàng nhỏ gọn bằng cổ tay như này, dùng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để bắt vít nhá. Đấy, tháo lắp vít rất là ok, có ra có vào cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Con này thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 120k. Đấy, tháo ra lắp vào. Máy vít 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái móc gỗ đây. Lên cho em là móc gỗ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái đầu móc như này. Có cho các bác một cái đầu xoáy như này. Các bác có thể dùng rất là tiện. Lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k cho cái móc gỗ như này. 40.000 cho một con móc gỗ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai luôn. Thêm một cái đầu, thêm một cái đầu vít như này các bác này. Đấy, đây đi xem. Thêm cho các bác một cái quai móc nữa. Đây. Thêm cho các bác một cái quai móc như này, các bác móc vào đây cho em. Móc vào đây cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện này. Đấy, móc vào đây cho em mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, treo lên như này. Lên cho em là móc gỗ nhá. Móc gỗ giá sẽ là 40.000 cho một con móc gỗ như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thanh cài dao nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này, bao gồm cho các bác là các cái khay để các bác dắt dao này, và 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái móc như này, chiều dài khoảng 45cm, và giá thì sẽ có 90k thôi, 90k cho một con thanh cài dao như này nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000, rất là tiện luôn. Có vít đây, có vít về nhà các bác có thể bắt vít vào tường này, hoặc là bắt vít vào cửa giả này, hoặc là bắt trực tiếp lên tường đều ok hết. 90.000 cho cái thanh cài dao như này, rất tiện ích luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Rổ vuông này, đấy, đây nó sẽ là một cái bộ rổ như này, bao gồm cho các bác là ba đôi nhá, ba đôi. Đấy, ba đôi sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ ba chậu nhá, ba rổ ba chậu như này. Đấy, ba rổ ba chậu như này. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, cứ combo cho em là ba rổ ba chậu 90.000. Đấy, tính ra là mình mua chỉ vào mất có 30.000 thôi. Đấy, con nhỏ nhất này khoảng 25cm mà con to nhất này khoảng 35cm. Đấy, đây, nhựa như này mới gọi là nhựa con này. Đấy, nhựa như này mới gọi là nhựa cho em. Đó, nhựa thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật đây, nhựa Việt Nhật hai lớp, hàng ISO an toàn sử dụng nhá. Đó. Rổ vuông giá sẽ là 90.000, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mũ như này, một mũ dàn di đẹp như này, và một con thắt lưng như này nhá.
Đấy, một mũ một thắt lưng như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Một mũ một thắt lưng như này rất là đẹp. Giá thì đều là đồng giá 80.000 một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc mũ và 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. Thắt lưng dù hàng của thương hiệu Dép này. Đấy, tuổi đời của con này thì nó sẽ là vào khoảng là năm 1941 nhá. Đấy, công ty Dép này là khá là lâu đời rồi. Chữ Dép to khủng bố luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đây. Đấy, một con mũ dàn di này, rất là đẹp, đội vào thì cực kỳ là form ôm đầu cho các bác luôn nhá. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là mũ dàn di, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, và thắt lưng cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di này. Mũ dàn di, giá sẽ là 80.000. Đấy. Và lên cho em là thắt lưng dù nhá. Giá sẽ là 80.000 luôn. Thắt lưng dù cũng 80.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải của Nhật đây. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6, một vỉ là 6 cái như này nhá. Bàn chải cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, chất liệu bàn chải này cực kỳ là mềm luôn. Đó, dùng nó rất là thích nhá. Và cái này thì có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đầu bàn chải to, dùng rất là thích. Đấy, chà răng rất là ngon luôn. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 6 cây bàn chải luôn. Đấy, lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải, giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. Hàng này là đạt tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn nhá. Đấy, tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn. Đấy, khi các bác dùng con này thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá sẽ là 25.000 cho một vỉ bàn chải như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng này. Đấy, thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này. Một cái thắt lưng như này rất là đẹp luôn. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp này. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Và bao gồm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Hai mặt như này rất đẹp các bác này. Đấy. Hai mặt như này rất là đẹp luôn. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp này bao nhiêu đây? Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, lẫy cà như này các bác này. Đấy, lẫy cà như này rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy. Trơn này. Đấy, khóa của nó nghe rất là thích rồi. Đấy, rất đẹp các bác này. Lên mã giúp em đó là cá sấu hộp 1 dây và 2 mặt nhá. Đấy, cá sấu hộp 1 dây 2 mặt như này. 1 dây 2 mặt. Giá thì sẽ là 100. Đấy, lên mã giúp em là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 160.000. Đựng trong một cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà nhá. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Đó, cá sấu hộp này. Cá sấu hộp 160.000. Còn nếu các bác mua nguyên một cái dây không thì giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, một dây một mặt thì sẽ là 80.000. Còn nếu mua combo chọn bộ như này thì sẽ là 160.000. Đấy, tùy theo các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhá. Que hàn nhiệt, đây nó sẽ là một cái que hàn như này. Đấy, và một vỉ này của nó thì sẽ là bao gồm là 3 que nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị gãy như này thì các bác rất là thông cảm thôi. Đấy, thì con này về các bác chỉ cần dùng lửa mình đốt lên cho em. Dùng lửa mình đốt lên, sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực nào mà nó bị các bác muốn hàn, các cái lỗ các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái bịch que hàn nhiệt như này. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000. Đó, 25.000 cho một cái que hàn nhiệt như này, 25.000 thôi nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn đây thì em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá.